khi đổ rượu vào ngâm, trang trại Thanh Xuân đã tiến hành niêm phong được một số bình để tránh cho rượu bay hơi. Niêm phong này là không tháo ra được, chỉ khi nào mà uống thì mới tháo ra thôi. Thì như này thì có thể để được vài năm không ảnh hưởng cả. Còn thì bà con có nhu cầu tìm hiểu trang trại Thanh Xuân thì truy cập vào website trangtraithanhxuan.com. Trong đấy trang trại có giới thiệu rất nhiều cung cấp giống và có hỗ trợ thu mua đầu ra cho bà con về con dế, tắc kè, bọ cạp. Bà con xem website có cần tư vấn gì thì gọi điện, trang trại sẵn lòng tư vấn cho bà con.